Hai con chim lặn mào lớn có cuộc hẹn hò và cùng nhau thực hiện vũ điệu tình yêu. Nghi thức giao phối của chim lặn mào lớn có thể kéo dài hàng tuần. Mọi chuyện ngày càng trở nên nghiêm túc hơn. Các động tác đầu được phối hợp một cách tinh tế chứng tỏ rằng chúng đã phải lòng nhau. Lũ vịt trời đã đi trước một bước. Chim lặn trống và mái không chỉ bắt chước động tác mà còn nhìn thẳng vào mắt nhau khi tán tỉnh. Với chim mòng biển đầu đen, sự phân chia vai trò thiên về truyền thống hơn. Chim mái mong chờ những món quà và hy vọng chim trống mang đến thứ gì đó. Bằng cách đưa thức ăn từ miệng ra, con trống thể hiện phẩm chất của một người biết chăm nom. Sau này, nó cũng sẽ dùng những kỹ thuật tương tự để cho chim non ăn. Giống chim mòng biển đầu đen, chim lặn mào lớn cũng sống ở trên hồ quanh năm. Nhưng cặp chim này đang bồn chồn không yên. Một con diều hâu đen vừa đi tránh rét từ Maroc trở về. Nó đang tìm kiếm con mồi. Ở bên hồ, có thể có chim non, nhưng vẫn chưa có con chim non nào hết. Cả đàn đồng loạt bay lên khiến kẻ săn mồi bối rối. Số lượng đã chiến thắng. Sông Ranh chảy vào hồ Constant với sức mạnh khủng khiếp. Một lượng lớn phù sa và trầm tích được đưa đến từ dãy Alper của Thụy Sĩ, khiến vùng đồng bằng trong trạng thái thay đổi liên tục. Hơn 100 năm qua, sông Ranh đã tiến vào hồ nước sâu đến mức diện tích của con vịnh nằm giữa Bregen và Lindau bị thu hẹp gần 50%. Meersburg, quê hương của một vị giám mục vương quyền, hiện đã hơn 1.000 năm tuổi. Bờ hồ Constant có rất đông cư dân sinh sống. Đảo Mainau là một ngoại lệ. Trong kỷ băng hà, hồ Constant được tạo ra bởi dòng sông băng Ranh. Sông Ranh chảy qua hồ và tiếp tục tiến sâu thêm 100 km nữa. Có vẻ như hồ nước dừng lại ở thị trấn Constance. Trên thực tế, nó lại mở ra và chảy xung quanh hòn đảo lớn nhất, Reichenau. Chỉ sau đó, nó mới dần thu hẹp lại. Ở thị trấn Steinemrang, hồ nước trở lại là một dòng sông. Từ đây, nó sẽ tiếp tục chảy với cái tên sông Ranh đến một vị trí đặc biệt tại Schaffhausen. Khối lượng nước khổng lồ của hồ Constant đổ xuống cùng với một âm thanh chói tai. Đi qua các nước Rheinfall, sông Ranh vẫn còn một đoạn đường dài ở phía trước, chảy qua Đức, tiếp giáp với Pháp và sau đó chảy qua Hà Lan cho đến khi đổ ra biển Bắc gần Rotterdam. Thác nước Rheinfall dữ dội là chướng ngại vật mà những đàn cá khó lòng vượt qua. Chỉ có một sinh vật không chịu khuất phục, đó là loài lươn.
Khi còn bé, chúng đã tiến vào sông Ranh ở biển Bắc và bền bỉ bơi lên thượng nguồn. Từng có hàng nghìn con lươn bơi đến hồ Constant. Sinh ra ở Sagasso thuộc Đại Tây Dương, nằm gần tam giác Bermuda, khi trưởng thành, lươn chuyển từ loài nước mặn thành loài nước ngọt. Chúng đến hồ Constant sau khi kết thúc chặng đường 5.000 km. Không phải tất cả đều ở dưới nước. Lươn là sinh vật sống ở hai thế giới. Nó trườn giống như rắn, băng qua những bãi cỏ ẩm ướt, hấp thụ khí oxy qua da. Đó là lý do chúng có thể vượt qua thác Rhinefall. Lươn có thể sống tới 50 năm. Khi sắp lìa đời, chúng sẽ bơi trở về nơi mình sinh ra ở biển Sargasso. Lươn là loài di cư thích những dòng nước chảy. Hiện nay, tuyến đường đi của chúng bị các nhà máy thủy điện và những con đê kiên cố chắn ngang. Ngày nay, lươn được bắt ở Đại Tây Dương, nằm ngoài khơi bờ biển Pháp, rồi sau đó được thả vào hồ Constant. Trên mặt nước cũng le lói hy vọng về sự sống mới. Bầy sâm cầm đang ấp trứng. Chúng thay nhau nằm trên tổ ấp trứng và đi kiếm vật liệu xây tổ. Việc làm này không ngừng mang đến kết quả đa dạng. Đám lau sậy cung cấp nơi ẩn náu, thức ăn và vô số vật liệu xây tổ. Một trong những loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới sống ở đây. Đó là loài chuột đồng. Bên dưới là nước. Trên cao là bầu trời và ở trong một môi trường sống hoàn hảo giữa những đám lau sậy. Chuột đồng xây những cái tổ hình cầu giữa những thân lau sậy đủ cao để bảo vệ chúng khi nước dâng lên. Lũ chuột con sẽ sớm chào đời. Cho đến lúc đó, chúng bận bịu sửa sang tổ. Thân sậy được gặm nhấm kỹ sẽ tạo thành chiếc giường êm ái cho lũ chuột con. Vật liệu phải được bện chặt vào nhau. Chuột mới sinh rất bé, chúng chỉ nặng có 1 lạng. Chính những cái chân đặc biệt của chuột đồng giúp nó trở thành một thợ xây tài ba. Chúng hoạt động gần giống như tay người. Đám lau sậy mang đến cho chuột đồng mọi thứ chúng cần để tồn tại. Bông lau khá cồng kềnh nhưng rất có ích. Hạt của nó cung cấp thức ăn, phần còn lại làm vật liệu xây tổ. Màu lông của chúng cùng màu với những cây lau sậy. Một sự ngụy trang hoàn hảo. Chúng gần như trở nên vô hình, ngay cả với con diều hâu đen tinh mắt. Diều hâu đen được coi là cảnh sát sinh thái của hồ Constant, kẻ đầu tiên phát hiện thấy động vật bị thương hoặc đang thoi thóp. Thỉnh thoảng chúng đánh cắp bữa ăn của những con chim khác hoặc trở thành mục tiêu tấn công. Ở đây chim mòng biển đang cố cướp lấy miếng mồi của diều hâu. Xung quanh hồ không chỉ có thiên nhiên hoang sơ, mai nào hòn đảo hoa nổi tiếng được quy hoạch cách đây 150 năm giống như một công viên sống không ngừng khoe sắc trong bộ cánh mới.
Không phải tự nhiên mà năm nào hàng triệu du khách cũng được chiêm ngưỡng những thảm hoa tulip rực rỡ sắc màu. Loài ong chỉ được no ấm khi có sự xuất hiện của con người. Càng có nhiều hoa, nguồn thức ăn càng dồi dào. Nhưng không phải loài vật nào cũng được hưởng lợi khi ở cạnh con người. Gần cuối thế kỷ 17, loài hải ly ở hồ Công Xăng đã tuyệt chủng. Nhưng giờ đây, dấu hiệu quay trở lại của loài vật này trở nên thật rõ ràng. Sông Bregenze Arch chảy vào hồ Công Xăng qua những bãi cỏ nước, môi trường sống lý tưởng của loài hải ly. Ban đầu, hải ly con rất sợ nước. Hải ly bố mẹ phải đẩy chúng xuống hồ để tập cho chúng làm quen với môi trường mới. Các dự án tái định cư đã giúp đưa loài hải ly quay trở lại hồ Công Xăng. Con hải ly đực đang đi kiếm vật liệu về xây tổ vì con cái sắp đẻ con. Trong số 3 quả trứng trong tổ của cặp chim lặn, giờ chỉ còn lại một quả. Cơn bão đầu tiên của mùa xuân đã gần như phá hủy cái tổ. Chim lặn mào lớn làm tổ ngay trên mặt nước, với các loài thực vật trôi nổi như cây súng. Cặp chim này đã tìm thấy một giải pháp khác, một chai nhựa để giúp ổn định tổ. Sau cơn bão, cái tổ này trở nên quá thấp. Nếu nó chìm thêm xuống, quả trứng sẽ bị nhiễm lạnh. Một cơn bão khác sắp ập đến. Nếu quả trứng này hỏng, năm nay cặp chim lặn sẽ không có con. Loài chim đều bận rộn, cố gắng bảo vệ ổ trứng. Tổ của cặp chim lặn mào lớn gần như bị nhấn chìm. Ngay cả những chiếc tổ lớn trôi nổi của thiên nga cũng có nguy cơ bị lật úp. Ở một nơi khác trên hồ, dấu hiệu bão có vẻ không rõ rệt. Tổ của bầy hải ly, ngôi nhà gỗ của chúng được bảo vệ kỹ càng. Hải ly cái đang chuẩn bị cho con bú. Chải chuốt thường xuyên giúp bộ lông của nó không thấm nước. Một chất dầu được tiết ra từ tuyến bã của chúng được gọi là castoreum, giữ cho bộ lông không thấm nước. Ngay cả hải ly con cũng biết phải làm gì. Dù chúng không lập tức tìm thấy đúng chỗ để bú, hải ly mẹ chờ đợi một cách kiên nhẫn. Chẳng bao lâu nữa, những con hải ly đang lớn sẽ ăn được cây cỏ. Các khu vực bảo tồn mang đến cho hải ly cơ hội được sinh sống yên bình ở Công Xăng. Bên ngoài trời lại đổ mưa. Độ ẩm ở hồ rất cao, vì thế sau một trận mưa rào thường là những cơn dông dữ dội. Mưa không làm đôi chim lặn chùn bước, miễn là tổ của chúng bình an vô sự,
Chúng đã giữ cho quả trứng được khô ráo và ấm áp. Lúc này con của chúng được an toàn. Cuộc sống bình thường trở lại với những đàn chim. Cùng những cuộc tranh cãi thi thoảng xảy ra. Thời kỳ ấp trứng của cặp chim lặn sắp kết thúc. Nếu vài ngày tới thời tiết vẫn ổn định thì tương lai rất khả quan. Thời tiết ở hồ Constant thay đổi liên tục. Dãy Alper lạnh xuống nhanh chóng trong khi hồ nước vẫn còn nóng. Điều đó dẫn đến một vài bất ngờ. Những sợi lông nhỏ đan cài vào nhau giúp bộ lông ngoài của vịt lặn dày dặn và chắc bền. Lông của chim sẻ lục cũng tương tự như vậy, thậm chí còn tinh vi hơn. Lông của vịt lặn không thấm nước, thường xuyên được bôi trơn bằng chất tiết ra từ một tuyến nằm trên phao câu của nó. Lớp lông mềm mại bên trong mang đến một nơi an toàn và ấm áp cho đàn vịt con mới nở. Ở những khu vực bảo tồn giống như Ross Peak, các cành khô từ những cây đổ tạo thành một môi trường sống mới. Thang đống vỏ sò được cơn bão đưa dạt vào bờ. Đây là giống sò châu Á. Chúng được phát hiện lần đầu tiên ở hồ Constant vào khoảng cuối thiên niên kỷ trước. Kể từ đó, chúng đã sinh sôi nhanh chóng dưới đáy hồ đầy cát. Loài chai vằn đã xuất hiện ở hồ nước vào những năm 1960 nhờ đi ké các đoàn tàu chở hàng. Chúng bám chặt bằng những sợi tơ dính, xâm chiếm các cành cây và giết chết giống chai bản địa đang dần dần biến mất khỏi hồ. Cá chép tìm kiếm ấu trùng sâu bọ và giun giữa một rừng chai. Bầy nòng nọc đang thi nhau ăn tảo. Và tảo phát triển mạnh mẽ nhờ phân của loài chai vằn. Chai vằn là món ăn khoái khẩu của sâm cầm. Dù mới chỉ nở được vài ngày, nhưng lũ chim non đã đi kiếm thức ăn. Hoạt động này đã bị chú ý dưới nước. Một con cá trê tiến đến gần. Các sợi râu của nó có những chồi vị giác và nó có thể cảm nhận thấy các sóng âm do lũ chim non tạo ra. Con thiên nga con cũng đang gặp nguy hiểm. Ở giữa vùng nước mênh mông, chúng rất dễ trở thành con mồi. Nhưng ở gần bờ, đám lau sậy đang ngăn chặn một cuộc tấn công bất ngờ. Con cá trê rút lui. Con chim lặn đã lên trước bố mẹ. Nỗ lực bảo vệ trứng của chúng đã không uổng phí. Chim lặn con sở hữu một chỏ màu đỏ đặc biệt trên cái đầu phủ đầy lông tơ. Giờ đâu đâu trên hồ cũng có chim non và cuộc chiến để tranh giành thức ăn diễn ra rất khốc liệt. Diều hâu đen không sợ trở thành con mồi, nhưng chúng chịu một áp lực khác. Một số con thả ăn cắp của hàng xóm còn hơn là tự mình đi săn. Để hai con chim non có thể sống sót, chim trưởng thành phải đi săn liên tục. Được 3 tháng tuổi, chim non mới học cách săn mồi.
Mùa hè đến chậm chậm trên hồ Công Xăng. Ở đồng bằng sông Ranh, đất nông nghiệp nằm sát cạnh khu bảo tồn thiên nhiên. Những cây hoa lay ơn Siberia sặc sỡ tô điểm thêm cho những bãi cỏ nước vào tháng 6. Quang cảnh này chẳng tồn tại được lâu. Ngay sau khi thụ phấn, hoa sẽ tàn. Những ngày này trên hồ rất nóng nực. Giờ lũ chim phải chia sẻ hồ nước với một loài xâm lấn đặc biệt, đó là con người. Con chim lặn đang tuổi mới lớn. Thay vì cặp chân có màng, chúng lại có vạt da nằm ở các ngón chân trước. Trong những tối mùa hè ấm áp, âm nhạc vang lên ở hồ Công Xăng. Một người bắt chim ư? Màn đêm buông xuống, sân khấu nổi trở nên sôi động. Âm nhạc của lễ hội Breken hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Người chim Papageno trong cây sáo thần của Mozart chẳng làm vua ếch sợ hãi. Hồ Công Xăng cung cấp nước uống cho 5 triệu người và môi trường sống cho 34 loài cá. Trong thế kỷ trước, hoạt động đánh cá nở rộ ở hồ Công Xăng. Hàm lượng phốt phát trong nước cao kích thích thực vật phát triển. Nước giàu dinh dưỡng mang đến nguồn thức ăn tuyệt vời cho cá. Việc xây dựng các trạm lọc nước giúp nước sạch hơn, thậm chí là quá sạch đối với một số loài. Nước sạch đồng nghĩa với ít dưỡng chất hơn dành cho cá, và số lượng cá bắt đầu giảm xuống. Mặt khác, điều này đồng nghĩa với việc nhiều ánh sáng chiếu sâu hơn xuống hồ, làm thay đổi hệ động thực vật dưới nước. Giờ, chim nước có thể tìm thấy nhiều thức ăn hơn. Các ngư dân không còn hoạt động nhiều ở đây, nhưng họ vẫn bị chú ý. Chim mỏng biển con đã học được rằng ngư dân thường làm cá trên đường về nhà, sau đó ném ruột cá xuống biển. Mùa hè ở hồ Công Xăng rất dài. Khối lượng nước khổng lồ hấp thu nhiệt lượng của mặt trời và từ từ giải phóng nó ra. Từ thời La Mã cổ đại, thị trấn Lindau đã có người sinh sống. Đầu tiên được khai phá bởi các vị thầy tu của tu viện Raihienau, hòn đảo này về sau thuộc quyền kiểm soát của các hiệp sĩ Tơ Tông Manao. Seltsamen Arten
ngoài nào, thiên nhiên đã được thuần hóa. Mỗi cây đều có vị trí riêng của mình trong công trình nghệ thuật này, dựa vào sắc màu, tuổi thọ và tính mùa vụ. Nhiệt độ ấm áp ổn định của nhà kính thu hút nhiều loài bướm kỳ lạ đến sinh sống, ví dụ như con bướm Orintip này. Hay như con bướm Trinim. Cánh bướm đập theo hình cung để tạo lực nâng và lực đẩy. Bướm Morpho xanh sở hữu sải cánh rộng 10 cm. Con bướm Red Rim dùng chiếc vòi dài chọc sâu vào đài hoa. Bướm Julia cũng tìm mật hoa theo cách tương tự. Sương mù báo hiệu thu sang. Các loài chim di cư cứ đi rồi đến. Bầy chim cốc vẫn ở đó, khiến các ngư dân vô cùng khó chịu. Đàn vịt lặn vừa quay trở lại. Chúng sẽ tránh rét ở đây trước khi bay về phương Bắc vào mùa xuân. Vào mùa đông, có khoảng 250.000 loài chim nước sinh sống trên hồ nước yên ả nằm ở rìa của dãy Alper này. Lũ chim tập trung gần nhau hơn cả khi mùa sinh sản diễn ra. Các cư dân thường trú như thiên nga trắng tìm kiếm thức ăn bên cạnh các vị khách trú đông. Sáng sớm, một vị khách mới đến đang đi thăm thú. Những con gấu mèo thoát khỏi lồng đã sinh sôi nhanh chóng, nhất là ở Đức. Vài năm trước, chúng đã đến hồ Konstanz. Ở châu Âu, gấu mèo gần như không có kẻ thù trong tự nhiên. Chúng là những kẻ chuyên đi trộm tổ tàn nhẫn. Không phải ai cũng vui vẻ với sự xuất hiện của loài sinh vật láu cá này. Vùng đầm lầy được bảo vệ của đồng bằng sông Ranh mang đến môi trường sống cho những loài động vật khác. Loài nai tìm thấy thức ăn và nơi trú ẩn trong những khu rừng gần đó. Ở khu vực xung quanh Miesburg, mùa thu hoạch nho vừa bắt đầu. Rượu vang đỏ cũng được sản xuất ở đây. Ở một nơi tận phía Bắc thì điều này thật khác thường. Lý do vì sao giống nho làm ra rượu vang đỏ phát triển gần các dòng sông băng của dãy Alper có liên quan đến hồ nước. Với độ sâu tới 250 mét, đây là vùng nước cực kỳ rộng lớn. Nó trải dài đến mức có thể theo dõi một hiện tượng đặc biệt. Những con thuyền biến mất ở phía chân trời. Chỉ còn nhìn thấy mỗi cánh buồm. Sự uốn cong của trái đất tạo ra hiệu ứng giống như trên đại dương. Lượng nước khổng lồ được đun nóng suốt mùa hè và biến thành lò sưởi vào mùa đông. Trong khi ở nơi khác trời đã lạnh vào buổi đêm, thì ở hồ Konstanz thời tiết lại khá mát mẻ. Trong màn đêm, một con gấu mèo mạo hiểm tiến đến gần chỗ con người. Những quả nho ở đây mọc khá thấp và con chó đã bị xích trong vườn. Vào buổi đêm, khó có gì lọt qua cái mũi thính. Lần này, chiếc mũi dẫn nó thẳng đến một túi rác. (Cười)
cái chân trước nhạy cảm cùng 5 ngón chân độc lập cho phép con vật sục sạo kỹ càng để tìm chiến lợi phẩm. Các vùng nước nông ở rìa hồ tạo thành những bãi săn lý tưởng cho các loài chim lội nước như diệc xám. Chúng sống ở hồ Công Tăng quanh năm. Hầu hết thời gian là đi săn một mình, chúng chỉ tập hợp lại thành các nhóm khi thức ăn đặc biệt dồi dào. Vào các tháng mùa thu và mùa đông, việc bắt cá ở các vùng nước nông rất dễ dàng. Loài chim mỏ nhọn thường ghé thăm Trung Âu trong suốt mùa đông. Nhưng chúng ở đây quanh năm. Chúng nằm trong danh sách đỏ các loài vật bị đe dọa và được bảo vệ nghiêm ngặt. Khi tìm thấy một đàn cá nhỏ, vịt mỏ nhọn thường đi săn theo đàn. Chiếc mỏ cong cùng những hàng răng cưa của chúng làm việc cực kỳ hiệu quả. Một con vịt mỏ nhọn tiêu thụ khoảng 0,25 kg cá mỗi ngày. Vì thế, chúng bị săn bắn rất nhiều. Vào cuối mùa thu, mực nước hồ giảm xuống đáng kể. Màu sắc khác nhau của đám lâu sậy cho thấy vào mùa hè nước dâng cao và chạm mức thấp nhất vào mùa đông. Thế hệ chuột đồng non giờ đã trưởng thành. Chuột cái có thể đẻ 6 lứa con một năm. Có lẽ điều đó bù đắp cho vòng đời ngắn ngủi của nó, không quá một năm. Khi chuột con rời tổ, chúng phải học cách leo trèo ngay lập tức. Nhưng để di chuyển khéo léo qua địa hình này, cần phải luyện tập. Chiếc đuôi dài của chúng hoạt động như một cái chân thứ năm. Nặng khoảng 5-7 gram, chúng đủ nhẹ để sống trên những thân lau sậy. Thế hệ mới này sẽ phải sinh tồn qua mùa đông. Khi cánh đồng lau sậy ngả vàng cũng là lúc nước rút xuống. Bầy xâm cầm tìm kiếm rong dưới đáy hồ. Đàn chim non sinh ra vào mùa xuân giờ đã lớn. Hết mùa sinh sản, xâm cầm sống thành các đàn lớn. Những tín hiệu nhỏ để gìn giữ hòa bình. Trong nhiều năm qua, vịt lặn màu đỏ là những vị khách trú đông duy nhất bị thu hút bởi nguồn thức ăn dồi dào. Mùa sinh sản của chúng bắt đầu vào tháng 11.
Đây là một loài sinh vật sống ở hai thế giới. Giống như loài lươn, rùa tai đỏ sống cả ở dưới nước lẫn trên cạn. Chúng thích tắm nắng trên bãi biển. Chúng cũng chỉ mới đến đây. Những con đầu tiên có lẽ là những vật nuôi làm cảnh được người ta thả xuống hồ. Mùa đông đến, rùa sẽ nằm im dưới đáy hồ. Với điều kiện nhiệt độ thấp, nó sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất và ngủ đông đến khi xuân sang.